Tin sáng ngày 1 tháng 7, ông Zelensky giải thích lý do ông Putin tìm kiếm sự viện trợ từ Triều Tiên. Cựu tướng NATO nói kế hoạch A của Putin đã thất bại, năm sau sẽ mang tính quyết định. Tổ chức an ninh liên chính phủ lớn nhất thế giới xác định Nga gây ra tội diệt chủng cho người dân Ukraine. Myanmar bác bỏ báo cáo của Liên Hợp Quốc về các giao dịch vũ khí. Phân tích, Trung Quốc muốn chiếm lĩnh thị trường vũ khí giữa lúc thế giới có nhiều điểm nóng chiến tranh. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng thứ hai ngày 1 tháng 7 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Trong một cuộc phỏng vấn của chuyên mục The Philadelphia Inquirer hôm 30 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng sự cô lập về chính trị và thiếu đạn dược đã buộc nhà độc tài Nga Vladimir Putin phải tìm kiếm sự viện trợ từ một nhà độc tài khác là Kim Jong-un. Ông Zelensky nói, hội nghị thượng đỉnh hòa bình buộc ông Putin phải tìm kiếm đồng minh, và ở đây họ là đồng minh. Ở đây chúng ta thấy một Triều Tiên khủng bố. Tất nhiên, Nga đang bị cô lập về chính trị và không có đủ pháo binh. Trong khi đó, Triều Tiên có hàng triệu quả đạn pháo, và ông Putin cần loại pháo này. Ông ấy mạo hiểm quan hệ với Triều Tiên vì đơn giản là ông ấy thiếu đạn dược. Theo Tổng thống Ukraine, những hành động như vậy của ông Putin là một tín hiệu tốt cho quân đội Ukraine và cho thấy mọi thứ của Nga trên chiến trường đang không mấy tốt đẹp. Hôm 20 tháng 6, trong chuyến thăm Triều Tiên, hai nhà độc tài Vladimir Putin và Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau ngay lập tức trong trường hợp có hành vi xâm lược một trong hai quốc gia. Đồng thời, trong chuyến thăm Việt Nam, ông Putin cho biết không loại trừ khả năng chuyển giao vũ khí có độ chính xác cao cho Triều Tiên để đáp trả việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Đức NTV, cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tin rằng Tổng thống Nga Putin đang đánh cược vào việc làm suy yếu phương Tây thay vì nhanh chóng chiếm được Ukraine. Khi được hỏi khi nào và bằng cách nào cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc, ông Rasmussen thừa nhận rằng việc đưa ra dự đoán về thời gian là rất khó khăn. Ông nói, tôi lo ngại rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Kế hoạch A của ông Putin nhằm chinh phục toàn bộ Ukraine trong vài ngày đã thất bại. Kế hoạch B của ông ta là một cuộc xung đột đóng băng và việc tiếp tục chiếm đóng miền đông Ukraine nhằm khiến phương Tây suy yếu, từ đó sẽ nhượng bộ. Cựu Tổng thư ký Liên minh cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2024 vì ông Putin hy vọng rằng cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ sẽ mang lại những thay đổi có lợi cho ông bằng cách này hay cách khác. Ông Rasmussen nhấn mạnh, theo tôi, năm tới sẽ mang tính quyết định. Nếu chúng ta cung cấp cho Ukraine mọi thứ họ cần, thì họ không chỉ sống sót mà còn có cơ hội tốt để giành chiến thắng. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, tổ chức an ninh liên chính phủ lớn nhất thế giới, đã thông qua nghị quyết xác định hành động của Nga đối với người dân Ukraine là tội ác diệt chủng và sự cần thiết phải phi thực dân hóa Nga. Thành viên phái đoàn Quốc hội Pavlo Frolov cho biết trên Telegram. Nguồn tin cho biết, vào ngày khai mạc phiên họp mùa hè ở Bucharest, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án hành động xâm lược vũ trang Ukraine kéo dài 10 năm của Nga. Qua đó xác định hành động của giới lãnh đạo quân sự chính trị Nga và các lực lượng vũ trang của nước này là tội diệt chủng toàn diện nhằm vào người dân Ukraine. Ông Frolov nhấn mạnh rằng, nghị quyết xác định việc phi thực dân hóa Nga là điều kiện tiên quyết cần thiết để thiết lập nền hòa bình lâu dài. Nghị quyết kêu gọi tất cả 53 quốc gia tham gia Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nỗ lực giải phóng Crimea và tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng bằng cách ủng hộ công thức hòa bình và cương lĩnh Crimea. Bên cạnh đó, nghị quyết kêu gọi thành lập tòa án đặc biệt để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, tiến hành một cuộc điều tra quốc tế và quốc gia về các hành vi tàn bạo hàng loạt như sát nhân, tra tấn và hãm hiếp của quân đội Nga. Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhu cầu nhanh chóng khởi động cơ chế sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga vì lợi ích của Ukraine. Các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được mời tham gia thỏa thuận về sổ đăng ký quốc tế đối với thiệt hại do Nga gây ra cho Ukraine. Nghị quyết nói thêm rằng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 ở Nga bị coi là gian lận và làm suy yếu tính hợp pháp của toàn bộ hệ thống bầu cử Nga. Nghị quyết ủng hộ việc thành lập Liên minh quốc tế vì sự trao trả trẻ em Ukraine, cũng như bảo đảm trả tự do cho các tù nhân chiến tranh và thường dân Ukraine.
Ngoài ra, nghị quyết kêu gọi cấm nhập khẩu khí hóa lỏng của Nga vào Liên minh châu Âu, tái xuất và quá cảnh qua các cảng của EU. Theo hãng tin Reuters, hôm 30 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Myanmar đã phản đối báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng chính quyền quân sự nước này có thể vẫn tiếp cận được tiền và vũ khí cho cuộc chiến chống lực lượng đảo chính, nhấn mạnh rằng các thực thể tài chính dưới sự kiểm soát của ngân hàng đã tuân thủ các quy định. Trong thông cáo được đăng tải ngày 29 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Myanmar bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ báo cáo của đặc phái viên Liên Hợp Quốc, đồng thời nói rằng báo cáo của Liên Hợp Quốc gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của dân thường Myanmar và mối quan hệ giữa Myanmar với các nước khác. Hôm 24 tháng 6, báo cáo viên Liên Hợp Quốc về nhân quyền Myanmar, ông Tom Andros, cho biết những nỗ lực quốc tế nhằm cô lập chính quyền quân sự dường như đã làm giảm khả năng mua thiết bị quân sự của nước này, song họ vẫn nhập khẩu vũ khí, công nghệ lưỡng dụng, thiết bị sản xuất và các mặt hàng khác trị giá 253 triệu đô la Mỹ trong 12 tháng, tính đến tháng 3 năm 2024. Báo cáo chỉ ra rằng Myanmar có sự giúp đỡ của các ngân hàng quốc tế, bao gồm cả các ngân hàng ở nước láng giềng Thái Lan, trong việc mua hàng hóa. Gần đây, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Trung Quốc đã tham dự Eurosatory, triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành an ninh và quốc phòng trên bộ và trên không, được tổ chức 2 năm một lần tại Paris, Pháp. Sự việc đã thu hút sự chú ý. Các nhà phân tích cho rằng, trong khi chiến tranh đang nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới, các công ty vũ khí của Trung Quốc cũng nhìn thấy cơ hội kinh doanh, họ muốn chiếm lĩnh thị trường vũ khí và mở rộng sức ảnh hưởng chính trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trang bị quân sự của Trung Quốc chỉ giống như nhìn hổ vẽ mèo, và tình hình kinh tế chính trị hiện tại của nước này cũng không tốt, nên Bắc Kinh có thể khó đột phá bằng phương pháp này. Tại triển lãm Eurosatory vừa kết thúc ở Paris, số lượng doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Trung Quốc tham gia lần này đã vượt xa lần trước, lên tới hơn 60 doanh nghiệp. Trong cuộc triển lãm lần trước có chưa tới 10 doanh nghiệp Trung Quốc. Triển lãm Eurosatory được tổ chức 2 năm một lần và bắt đầu từ năm 1960, đến nay đã có lịch sử hơn 50 năm. Đây là triển lãm về an ninh và quốc phòng lớn nhất thế giới, quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, quốc phòng, an ninh từ khắp nơi trên thế giới. Tại triển lãm năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Binh khí Trung Quốc, Norinco, nhà sản xuất loại vũ khí trên bộ lớn nhất Trung Quốc, đã trưng bày hai khẩu pháo tự hành cỡ nòng 155 ly, cả hai đều đạt tiêu chuẩn của NATO. Trung Quốc đã sử dụng pháo cỡ nòng 152 ly do Liên Xô sản xuất trong nhiều niên. Vào những năm 1980, Bắc Kinh đã bắt đầu thử áp dụng công nghệ pháo tiên tiến của phương Tây để thay thế các hệ thống pháo lỗi thời của Liên Xô. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, Trung Quốc đã mua một bộ công nghệ thiết kế và sản xuất hoàn chỉnh của tiến sĩ General Vincent Bull, thiên tài pháo phương Tây, nên nước này mới có bước đột phá trong công nghệ pháo 155 ly. Hôm 27 tháng 6, tiến sĩ Vương Tú Văn, trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Đài Loan, nói với báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng, tất nhiên, nếu chi rất nhiều tiền để mua các thiết kế và công nghệ của phương Tây, thì Trung Quốc có thể đã bắt đầu thoát khỏi khuôn mẫu và kỹ thuật của Liên Xô để theo đuổi chất lượng sản xuất vũ khí tốt hơn. Nga được biết đến là cường quốc quân sự lớn thứ hai thế giới, nhưng những biểu hiện của nước này trong cuộc xâm lược Ukraine chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Bà Vương Tú Văn cho rằng điều này chứng tỏ vũ khí kiểu Liên Xô có thể không mạnh như dự đoán. Do đó, Bắc Kinh cũng có thể phải cân nhắc xem có nên điều chỉnh thông số sản xuất vũ khí và nắm bắt thị trường vũ khí theo thông số của phương Tây với thị trường phần lớn hơn hay không. Về việc Trung Quốc chuyển hướng sang bị theo tiêu chuẩn của NATO, ông Tô Tử Vân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Tài nguyên Quốc phòng thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, phân tích với báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng chỉ có thể nhìn hổ vẽ mèo, nguyên nhân là do các thông số kỹ thuật của phần cứng, chẳng hạn như pháo, có thể dễ dàng làm ra. Nhưng Trung Quốc không biết gì về phần điện tử. Nếu NATO không công bố những mật mã điện tử tương thích, thì trang bị vũ khí do Trung Quốc sản xuất sẽ không thể tương thích với thiết bị của NATO. Vậy, sẽ trở thành hòn đảo đơn độc. Ông Tô nói, Trung Quốc thực sự có thể tăng một số thị phần xuất khẩu khi cung cấp các loại đạn hoặc pháo tương thích. Nhưng kim ngạch của những sản phẩm này khá nhỏ, chỉ có thể như muối bỏ biển mà thôi. Ông Elin Mikael McNamara, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan FIIA, cũng cho rằng Trung Quốc đã trưng bày pháo đạt tiêu chuẩn NATO ở châu Âu, nhưng các quốc gia thành viên NATO khó có thể trở thành khách hàng của họ vì lý do an toàn. Bắc Kinh chắc chắn biết điều này và họ gần như không có cơ hội xuất khẩu vũ khí
sang các nước thành viên NATO. Hiện tại, cuộc xâm lược Ukraine của Nga ở châu Âu đã kéo dài hơn 2 năm. Cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra ở Trung Đông vào tháng 10 năm ngoái. Còn ở khu vực châu Á, trước sự khiêu khích của chính quyền Trung Quốc, những nước láng giềng của nước này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Đài Loan cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Trong khi thế giới xuất hiện nhiều điểm nóng chiến tranh, các doanh nghiệp vũ khí của Trung Quốc cũng rầm rộ tham dự triển lãm Eurosatory. Tiến sĩ Vương Tú Văn phân tích rằng, rõ ràng là Bắc Kinh cho rằng tình hình thế giới càng hỗn loạn thì các nước càng tăng cường mua vũ khí, cơ hội kinh doanh trên toàn cầu cho ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc cũng càng lớn. Bà Vương cho rằng những sản phẩm quân sự cũng giống như các sản phẩm made in China khác, chẳng hạn như điện thoại di động Huawei. Với mẫu mã đẹp và giá thành thấp, ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc có thể giành lấy các đơn đặt hàng vũ khí từ nhiều nước đang phát triển để thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài về công nghệ và mối quan hệ mua bán lâu dài. Theo bà Vương, mặt khác có lẽ Bắc Kinh cũng thấy rằng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ vẫn tiếp diễn và gây ra tình trạng thiếu vũ khí ở Mỹ cũng như các nước phương Tây. Do đó, họ có ý định tận dụng cơ hội này để kiếm bộn tiền. Trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Đài Loan Tô Tử Vân cho rằng Trung Quốc muốn chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu là vì sau khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên gần 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, trong đó có 700 tỷ đô la Mỹ có thể đã được dùng để mua vũ khí và quân trang. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, châu Âu, Trung Đông và châu Á có mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất. Năm quốc gia đứng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út. Trong số đó, Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự trong năm thứ 29 liên tiếp với mức tăng 6%, tổng trị giá là 296 tỷ đô la Mỹ. Điều này cũng khiến những nước láng giềng của Trung Quốc như Nhật Bản, Đài Loan đầu tư nhiều hơn vào quân sự. Chi tiêu quân sự của Nhật Bản trong năm 2023 là 50,2 tỷ đô la Mỹ và của Đài Loan là 16,6 tỷ đô la Mỹ. Cả hai nước này đều tăng 11%. Ông Tô Tử Vân cho rằng, ngoài việc nắm bắt thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, điều quan trọng hơn là Bắc Kinh đang muốn nắm bắt sức ảnh hưởng chính trị và củng cố tầm ảnh hưởng chính trị của mình. Đây là tham vọng lớn hơn của chính quyền này. Khi Nga bận xâm chiếm Ukraine, lượng xuất khẩu vũ khí của nước này đã giảm 53%, lượng nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc giảm 44% so với 5 năm trước. Ông Tô Tử Vân nói, xuất khẩu của Nga đã giảm đáng kể. Trong tình hình này, một mặt, Bắc Kinh muốn bù đắp một phần thiếu hụt ngoại hối của mình. Mặt khác, họ muốn cạnh tranh hoặc mở rộng sức ảnh hưởng chính trị nhờ vào việc xuất khẩu quân trang, chủ yếu là nhắm vào châu Phi và một số nước ở châu Á. Tất nhiên, châu Á là chỉ Myanmar và Pakistan, còn châu Phi là thị trường mới mà nước này nhắm tới. Ông Elio Cancano, chuyên gia về quốc phòng châu Âu, nhà nghiên cứu dự án quốc phòng tại Viện Quan hệ Quốc tế IAI của Ý, nói với VOA rằng các công ty Trung Quốc đang tìm kiếm nhiều thị trường xuất khẩu hơn nữa. Điều này rõ ràng sẽ mang lại ưu thế thương mại, nhưng hoạt động xuất khẩu vũ khí cũng mang tới ảnh hưởng chính trị, đặc biệt là nếu bên mua bị phụ thuộc vào bên bán. Bà Vương Tú Văn cho rằng Trung Quốc rất muốn thay thế vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khu vực và thậm chí trên toàn thế giới. Trong khi Hoa Kỳ và các nước phương Tây đang vật lộn với cuộc chiến Nga-Ukraine và Israel-Hamas, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang thể hiện năng lực và chất lượng trong việc sản xuất vũ khí của mình. Bắc Kinh cũng có ý phô diễn bản thân trước tình hình chính trị và kinh tế xấu. Phải chăng Bắc Kinh muốn phá vòng vây? 3 năm sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế Trung Quốc ngày càng xấu đi. Ông Tô Tử Vân cho rằng, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy thoái, nếu có thể tăng cường xuất khẩu trong ngành công nghiệp quân sự, thì họ có thể phần nào bù đắp một phần tổn thất trong ngoại thương. Về việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tham dự triển lãm Eurosatory ở châu Âu, bà Vương Tú Văn cho rằng đây cũng có thể là con đường liều lĩnh mà Bắc Kinh đang lao vào khi nền kinh tế trong nước tiếp tục xấu đi. Bất kể là bán thứ gì, chỉ cần có thể kiếm được ngoại hối, các doanh nghiệp có thể có doanh thu và người lao động không thất nghiệp là được. Điều này cũng có thể có nghĩa là ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc cũng đã xuất hiện vấn đề. Vì vậy, họ rất khao khát kinh doanh vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO. Hôm 27 tháng 6, Bộ Chính trị Trung Quốc đã họp để xác định ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 3. Hội nghị Trung ương 3 thường là phiên họp được thế giới bên ngoài chú ý nhất vì chương trình nghị sự trong cuộc họp này sẽ quyết định trọng tâm công tác của ban lãnh đạo khóa này, đặc biệt là định hướng chính sách kinh tế.
Cùng ngày, chính quyền Trung Quốc cũng ra thông báo xử lý hai con hổ quân đội là hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa. Ông Tô Tử Vân nói, việc chính quyền Trung Quốc công bố xử lý hai con hổ lớn vào thời điểm này có thể là để thanh trừng chính trị, dù trên bề mặt là chống tham nhũng. Ngay cả khi hai người này thật sự tham nhũng, họ vẫn đều được thăng chức Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian ông Tập nắm quyền. Điều này cho thấy cách nhìn người của ông Tập không chuẩn. Ngoài ra, vụ xử lý này cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sĩ khí của quân đội Trung Quốc. Ông Tô nói thêm rằng, dù thế nào đi nữa, ông Tập nên là người chịu trách nhiệm chính trị cao nhất. Ngoài ra, còn có Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương đã ngã ngựa. Có thể thấy chính quyền của ông Tập thật sự đang tồn tại những nhân tố bất ổn từ bên trong. Trước thông tin các tướng lĩnh của lực lượng hỏa tiễn và các quan chức trong các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Trung Quốc bị miễn chức, nhà bình luận thời sự Trung Nguyên nói rằng, tương đương với việc Trung Quốc bị buộc phải thừa nhận rằng trong quân đội đã xuất hiện vấn đề lớn. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN Thời sự đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ và lạc quan. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.